Sau đây xin kính mời bà con nghe tiếp phần thứ tư, Tôi làm tôi mất nước của tác giả Lê Văn Phúc. Trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Phát triển Nông thôn, tôi được cụ chánh văn phòng dẫn đi giang hồ hơi nhiều. Cụ là cây tử vi tướng số hạng tài tử, muốn dùng tôi như dùng người mẫu hoặc một vật thí nghiệm. Đưa tới quý vị tướng số chuyên nghiệp cũng như vô danh, ẩn dật. Xem quý vị ấy tiên đoán thời tiết, tương lai bổn mạng của tôi ra làm sao. Có trùng hợp với tài tiên tri của cụ không? Để dễ bài học hỏi và nghiên cứu. Cụ kể chuyện hui bon hoa mà tán hàm rồng, dầu nước đố đổ vách. Tặng đô thành nguyên một cái nhà thương gần chợ Bến Thành, tài sản khắp nơi. Xong, cụ lấy xe từ Sài Gòn lên Thủ Đức, chỉ cho tôi coi con đường ngoằn ngoèo giống như đuôi, như thân con rồng. Theo lộ trình Thủ Đức Biên Hòa, đi con đường cũ là đường trong, qua Thủ Đức một ít cây số ngàn, phía trái có khu mộ nhà Hui Bon Hoa. Cụ bảo có mấy cái mộ xây y như nhau nằm hàng ngang, nhưng chỉ có một cái là mộ chánh, còn mấy cái khác đều giả. Để không cho kẻ gian biết đâu là thật, đâu là giả mà đào phá. Cụ giảng rằng mộ đặt ngay bon vào cái họng con rồng. Phía trước mộ thoai thoải xuống sông Biên Hòa là cái lưỡi rồng. Nhiều ngôi mộ đặt tại khu lưỡi rồng, chẳng kết phát gì xấu cả là vậy. Tôi chả biết rồng rắn ra làm sao, nhưng nghe giảng địa lý nhân văn ra chiều hợp lý thì dạ dạ vân vân rất chiếu lệ. Thâm tâm tôi đã nhắm mục tiêu trực chỉ quán thịt rừng Tân Vạn hoặc tiệm đầu cá hấp Biên Hòa, bởi nó vừa thực tế, vừa thực thể, vừa cụ thể, mà lại vừa tiện thể. Cụ bảo ở Sài Gòn, có cái phủ đầu rồng là chỗ vị nguyên thủ quốc gia cai trị Việt nước, nhưng mà thiếu cái đuôi rồng. Đầu mà thiếu đuôi thì còn ra cái thống chế phơ tan gì nữa. Cho nên thầy địa lý nào đó mới chỉ chỗ đặt đuôi rồng. Đó chính là cái vùng binh tức Hồ Duy Tân, nơi đặt đài kỷ niệm tri ân các quốc gia giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa. Có cái hồ nước phun róc rách, sen mọc lai rai. Giữa hồ là kiến trúc uốn cong như đuôi rồng. Người ta bảo như thế là đủ bộ, là đẹp. Hồ này cạnh nhà đèn và trường đại học luật khoa, cây dài bóng mát. Chiều chiều mùa hè, các cô, các cậu vẫn rủ nhau ra ngồi quanh ven hồ, soi bóng nước gương hẹn hò bù khú. Tối tối khi thành phố lên đèn, nhiều gia đình chở xe gắn máy, xe Vespa, Lambretta, xe hơi lại đây, cho trẻ con chạy nhảy chơi đùa. Khu đài kỷ niệm giữa hồ, sau này dăng kẽm gai không cho ai leo lên đuôi rồng, e phá hoại thì động đến phủ đầu rồng. Những trẻ bán cà rem và các xe mía hấp tập trung nơi này làm ăn coi mồi ăn khách. Có khi thầy trò tôi lại cổ phây nghe tình hình chính sự và chiến sự cùng tử vi địa lý. Cổ phây vẫn cứ khen tôi có vóc dáng cột, bảo tôi đưa cụ một tấm hình cát xích để cụ niệm chú giúp cho công danh sự nghiệp. Vì chương mục đó thì tôi chịu liền cái rụp. Cụ phây kể chuyện chính phủ, chuyện tướng lãnh, chuyện các quý phu nhân. Rồi bảo rằng trên vùng Lâm Đồng có một chỗ đất đẹp lắm, mã nào tán vào đó là phát lớn lắm à. Cụ đã lên tận Plao, đáp trực thăng cùng quan đầu tỉnh, bay vòng vo Tam Quốc mấy vòng đồi núi chập trùng quan sát địa lý. Cụ khám phá ra dưới thung lũng có vũng hố sâu, đó chính là đắc địa. Quan đầu tỉnh còn cả phụ mẫu chi dân vẫn dành chỗ ấy cho mai hậu. Cụ phay tiếc cho tôi, giá mà làm được thì lẫy lừng lắm. Tôi chả sao làm được vì bà mẹ mất tận ngoài Bắc, phải cải táng đem hài cốt vào Nam, lên Lâm Đồng tái táng thì Nhiêu Khê dịu vợi và hầu như không thể có. Còn ông bố tôi mới ngoài 70 tuổi, chân tay vẫn mạnh khỏe, cũng ở Bắc làm sao mời cụ đi sớm để đem tán tận Lâm Đồng. Dẫu có ham phú quý vinh hoa, công danh bổng lộc đến mấy, tôi cũng không dám có cái dạ tâm như cộng sản là làm bất cứ cách gì để đạt mục đích, dù rằng phải cho đi ô tô vương các đấng sinh thành.
Cụ Phây có lần đến nhà tôi nhân kiến thăm thân chủ, cụ đã quanh nhà sau sân trước một lượt rồi phán rằng: cửa chính nhà cậu mà lại xoay ngang, nhìn ra tường nhà bên cạnh, tức là đi vào cửa hông. Người quân tử phải đi cửa chính, chỉ có kẻ tiểu nhân mới đi cửa hông, cửa sau, cửa hậu. Thành ra cậu không đón được người quân tử vào nhà. Muốn sửa lại, cậu phải bích cái cửa hông ấy đi, phá tường làm cửa mặt trông ra ngoài cổng trước. Có vậy mới khá. Được nhà địa lý khen mình là người quân tử thì tôi đã sướng quá đi rồi. Nay cụ lại chỉ cho cách chỉnh trang kiến thiết nhà cửa cho đẹp đẽ văn minh hơn. Rồi lại được chơi với toàn cỡ quân tử thời tôi chịu lắm lắm. Ngay túc xịt, tôi nhờ thợ mộc thợ hồ ra công làm liền tù tì. Chỉ trong vòng một tuần lễ, cửa ngõ nhà tôi đã nom rõ là chính diện, phong cách. Mỗi lần ra vào cửa chính, tôi đều cảm thấy mình là người quân tử. Dẫu là quân tử đa cùng và độc diễm như thế, tôi vẫn mang cái mặt cảm lạc đẹp thua anh kém em về đủ phương diện quốc gia. Như sự học của tôi là một, hỏi cụ Phây xem cái số khoa cử học hành thế nào thì cụ tỉnh bơ mà rằng: cậu thì học hành cái con mẹ gì, cậu chả cần học cũng đổ. Tôi đẩy nhẹ thêm một câu: mà thưa cụ, con đổ được tới đâu cơ ạ? Cụ vẫn tỉnh bơ mà rằng: cậu muốn đổ tới tiến sĩ cũng dư sức qua cậu, mà đổ thì phải mang hai chai rượu tây cho tôi đấy nha. Nói xong cụ cười khà khà. Tôi đã được gọi là người quân tử, nay lại sắp bổng lộng nghênh ngang nữa thì may chết đi được. Bèn lẻo đẻo chạy cái Lambretta khói phun mờ mịt đến trường luật nhờ vả cậy cục bài vở thi cử, để mong chiếm tí bảng gỗ che lưới cho mát mặt với đời. Tôi có người bạn học cũ ở khuyến học bổ túc là anh Toàn, mỹ danh Toàn Ngắn, bởi chiều cao có khi còn thấp hơn khẩu ca răng. Hắn lo giùm ghi danh, lấy thẻ, mua bài, tin tức thi cử. Thế là quý hóa và ưu tiên quá xá rồi. Dần dà tôi làm quen được với cụ tổng thư ký Nguyễn Thượng Kiên. Cụ có vóc dáng mình hạt, năm người không mấy mạnh mà nói năng rất khỏe. Chức vụ của cụ là một chức vụ nặng nề nơi trường luật. Ngôi trường nom có cái mã mà phòng ốc bàn ghế trong lớp lộn tùng phèo, sinh viên phải đi sớm theo thế giữ chỗ, chờ thầy đến giảng bài, nêm như nêm cối, chen chúc như cái chợ vỡ vậy. Cụ Kiên lo hầm bà lằng hành chánh quản trị chương trình thi cử các lớp. Lúc nào cụ cũng bận tối tăm mặt mũi và ít thời giờ trò chuyện với sinh viên. Ấy thế mà tôi lại được đài gương soi đến dấu bèo. Cụ dành biệt nhẫn mỗi khi tôi nhờ vả. Tôi học hành tối mò như đêm 30 tháng chạp, nhưng bù lại trời cho các thiên tài có bài, đúc lót, chạy cửa hậu rất kền. Gia đình vợ con đều yếu, công việc chính phủ chập chồng mà tôi còn đến trường lấy tài liệu bài vở được, thì đã là giỏi lắm rồi ấy chứ. Còn bài vở đem về nhà có đọc có học hay không, chỉ có tôi với cái giường biết mà thôi. Gần ngày thi, tôi lật dăm ba trang sách ra coi cho có lệ, đỡ thắc mắc. Rồi dành thì giờ vào phút chót, tôi quay thành các bộ phim tài liệu. Học trò ngày xưa đi thi, giấu tài liệu dưới gầm bàn, trong tay áo, dưới giày đều là các phương pháp cổ điển. Tôi đi thi, tài liệu lúc nào cũng chỉnh hình ngay trên bàn, trên tay, ngay trước mắt giám thị, giám khảo, mà vẫn bình tĩnh hiên ngang như chốn không người. Phương pháp đi thi của tôi có thể in thành sách, ít ra là dày bằng cuốn học thi vào quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng ở đây, tôi chỉ ghi vắn tắt để tránh bị nghi kỵ là cạnh tranh hoặc khoe khoang lớn lối. Cách thứ nhất là ghi các công thức, các tên, các năm, các điều quan trọng cần nhớ vào bàn học. Ghi bằng bút chì vót nhọn, bàn học bên ta cũ mềm đen kịt, viết chì lên non thấy gì đâu. Ấy thế mà nghiêng nghiêng con mắt nhòm xéo vào, tôi thấy nguyên con, tha hồ mà chép. Cái khéo là làm sao ra vẻ như mình suy nghĩ mông lung, ngã nghiêng thẳng thờ tìm ý để ngó vào và chép cho xuya là được. Có cái sườn rồi thì cứ viết lia lịa cho đầy trang, kéo dài ra là thầy tưởng như học trò này có ăn có học nên chữ nghĩa đầy mình.
Cách thứ hai là ghi mật mã, mật hiệu, mật lệnh vào bốn mặt của chiếc thước kẻ. Ghi bằng đầu mũi kim, chỉ cần các nét như khắc vào gỗ. Có thể làm bài cái thước kẻ, mỗi lần thi dùng một cái làm tinh, cũng ngả nghiêng cánh chim mà đọc thước kẻ để ghi ý chính hoặc số liệu cần thiết. Cách thứ ba là dùng mũi kim ghi vào sáu mặt của chiếc bút chì, cũng vẫn phương thức đọc như trên. Cách thứ tư là thông tin tình báo, tức như làm quen trước với các tử sĩ Đông Tây Nam Bắc qua quanh mình. Hay gặp biến cố thì nhờ đồng minh cứu nguy, yểm trợ tại chỗ. Nếu Phúc Đức lại gặp kẻ ngồi cạnh là sinh viên thuần túy, chịu khó đến trường nghe giảng và học thuộc bài như cháo, mà cho ta tóm lược, tức là cho chép bài, nhưng đừng chép nguyên văn mà khổ cả đám, thì thật là tuyệt vọng. Cách thứ năm mà hỏi xem thầy chú trọng những đoạn nào trong sách thì nhắm vào đó để làm phim, đặt thành trọng tâm công tác tình báo chiến thuật. Sau khi thi cử rồi, coi mọi bài vở viết được dăm bảy tám chín trang đầy chữ, thì theo dõi tình hình chấm bài. Môn nào mình yếu quá, ta cần chạy thầy chạy thuốc cho mau. Trên đại học luật khoa, bài nào dưới 3 điểm là rớt dù các bài khác 19-20. Chạy thuốc có thể bằng nhiều cách thần sầu, nhưng cũng có giáo sư đưa, đụng vào như đụng đá vỡ đầu bảy mặt. Thiên hạ chạy thuốc có khi bằng quyền, bằng thế, bằng tiền, bằng tình. Còn tôi chỉ nhờ trời cho cái bộ mặt ngây thơ, nom rất dễ thương hại mà hóa lại ăn tiền. Nên cụ Tổng Kiên nom thấy là ra tay cứu vớt đôi phen, rồi bạn bè cũ công danh cả đống. Tôi kệ khổ, moi ra thời xưa đi học, đá banh ăn ổi có nhau, nay nhờ tình đồng môn giúp nhau qua cơn hoạn nạn. Lũ bạn cũ lại bắt chân lên cẳng chạy tiếp sức tôi, kéo từ vực sâu lên núi cao có trăng thanh gió mát. Rồi mấy ông thầy cũ, mấy ông làm lớn trong chánh phủ mà tôi có dịp phục tòng, thấy đệ tử đi thi thì cũng nới tay nâng đỡ. Nhờ tất cả những cánh quân tả phù hậu bậc, tiền đạo hậu vệ trung phong nức lòng bao bọc, mà tôi như phi thuyền đang từ mũi Kennedy bay tuốt lút lên tận cung trăng cùng hàng Nga hậu nghệ. Mỗi năm ngon trớn như thế, tôi lại vác một chai rượu Tây lên nhà cụ Phây làm lễ tạ ơn và xin chịu một chai vào năm tới. Qua bốn phùa thi chơi ăn thiệt, tôi bỗng dưng trở thành một ông cử, tuy khó tin nhưng có thật. Việc đầu tiên là tôi in một lô danh thiếp với tên tuổi bằng cấp. Gặp ai cũng làm ra vẻ thân mật hỏi nhà cửa rồi trao một tấm danh thiếp để tiện liên lạc sau này. Họ hàng phường xóm là chỗ đã quen biết thì tôi gợi chuyện học hành bận rộn. Thi cử vất vả nên ít ghé thăm. Để sau cùng đành lòng phải tiết lộ là mình vừa đậu xong ban đại học. Với bạn bè cũ, những đứa trước kia cùng đạp xe đi làm, leo xe buýt đi phố, ăn kem mút, uống nước dừa, ăn thịt bò khô. Bây giờ tôi thấy chúng nó với tôi như xa cách muôn trùng. Tôi đã là tôi có danh thiếp in bằng cấp sắp thăng hoa, còn chúng nó vẫn dậm chân tại chỗ, kém cỏi tầm thường. Việt Nam ta một thời có phong trào diễn thuyết, tại sao tôi trở thành bác sĩ, tại sao tôi trở thành dược sĩ, vân vân. Ai đến dự cũng đều khâm phục và khen ngợi. Tôi cũng định lập một chương trình đi các tỉnh, các đại học, các đoàn thể, các cơ quan với đề tài tại sao. Nhưng ngồi nghĩ lại thấy mình toàn nhờ có bài, láo cá, trên vặt, chạy chọt, luồn lọt, lạy lùng. Mà có cái mảnh bằng thì vinh dự danh giá chi mà đem khoe thiên hạ. Có khi còn bị khán thính giả ném cà chua trứng thối, vạch mặt chỉ tên là đồ vô tư cách, vô liêm sỉ thì khốn. Cho nên tôi bỏ mộng diễn thuyết tại sao. Lắm lúc ngẫm lại, nhìn quanh quẩn gần xa, tôi lại cảm thấy được đôi chút vỗ về an ủi. Những thằng mỏi gối quỳ mòn sân tướng phủ để xin một chân đi ngoại giao. Những tên đeo mặt nạ theo hầu bà lớn để làm áp phe kinh tế. Những đứa đổi vợ đổi con để lấy một tí danh giá. Những đứa buôn bán chợ đen chức tước, bán tống bán tháo quân trang quân dụng của quân đội cho kẻ thù.
Những đứa đem sinh mạng của hàng triệu đồng bào đổi chác lấy một đời thừa nhục nhã lang thang. Tôi so sánh rồi tự nhủ là mình chưa can phạm, tòng phạm hay thủ phạm thì chưa làm gì có tội với quốc dân đồng hồ đâu, việc gì mà ấy nấy. Nhớ lại tướng số tử vi của mình, tôi thấy cụ vây đón cũng nhiều cái đúng. Như cụ bảo tôi chẳng học mà thi vẫn đậu, thì quả nhiên cụ đoán như thần. Như cụ phán cho tôi sửa nhà, thì từ đó tôi mời mọc cũng có ông lớn, bà lớn tới chơi. Như cụ bảo số tôi hiện đạt, làm to thì tương lai tôi đang sáng choang. Có khi còn hơn đèn 50.000 nến. Vì có điểm cụ nói tướng tôi là tướng cọp, ví tôi như hàng tính thì tôi còn hoang mang, mông lung suy nghĩ. Có đâu mồ mả nhà tôi lại có ai lén lút đem tán họng rồng, thay thế họ hôi bon hoa. Hoặc có Mission Impossible nào đem hài cốt má tôi bỏ xuống thung lũng Hồng Miền Bảo Lộc. Những chuyện ấy chẳng bao giờ có được. Thế thì tại sao tôi trở thành tướng cọp nhỉ? Niềm vui kỳ ảo ấy cứ canh cánh bên lòng. Một bữa cuối tuần, đi lang thang quanh chợ Bến Thạnh, lúc qua gian hàng bán đồ chơi trẻ con, tôi thấy trong đám tàu thủy, máy bay, tàu ngầm, búp bê, mặt nạ, có cả thú vật như gà, heo, khỉ, chó, mèo và cọp làm bằng giấy. Tôi đứng lại ngắm nghía một hồi lâu, xong tạt sang xe ngộ mị phá lấu làm một dĩa, nhâm nhi với chai laser trái dứa. Trong lúc tâm hồn bay bổng với chút men say, tôi chợt trông thấy tôi chập chờn qua hình ảnh con cọp. Tôi khám phá được một điều cay đắng. Thôi đúng rồi, ông cụ tử vi địa lý tướng xấu này vậy mà thâm trầm, xa xôi bóng gió quá đi thôi. Chẳng qua là cụ không muốn làm phật lòng tôi nên nói tránh né. Chứ với kinh nghiệm già đời, với con mắt tinh đời, cụ nhìn đường đi nước bước, nghe lời ăn tiếng nói, phong cách của tôi nó lộ rõ mồn một rồi, thì cứ thấy mà đọc ra, nào cần chi phải đoán. Cụ bảo tôi có tướng cọp mà tôi cứ nghĩ mình là cọp rừng thiên oai linh dũng mãnh, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Hoặc thất thế thì cũng như cọp nằm mèo trong sở thú, ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, để chờ một mai tháo củi sổ lòng, lại tung hoành giữa chốn rừng thiên, không tên không tuổi như thường. Đằng này, ý cụ chê tôi là tướng hèn, tiểu nhân, cả đời đi cọp bi, quy lụy đê tiện, không nhân cách, không cả sức mạnh thể xác lẫn tinh thần, nào có khác chi một con cọp giấy. Tôi đâm ra thương cho chính cái thân tôi, giá được làm con cọp chết cho đỡ khổ, thì tôi cũng còn mãn nguyện vì các cụ nói, cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Chứ như tôi làm thân cọp giấy, khác chi làm ông tiến sĩ giấy, cho trẻ con nó chơi, thì đầu đường xó chợ nào có thiếu gì. Tôi bỗng khoái lái xe hơi, cho nên xe nhà Vinh cái nào tôi cũng ôm vô lăng rất chắc. Từ xe Jeep đến đốt cát, đốt xích, KMC, tôi đều lái vèo vèo. Ngày về dân sự, làm việc ở ngân hàng, tôi lại có xe la Đà Lạt và tài xế đưa đón hàng ngày, nên đã tận dụng công xa để công tác thì ít, mà việc riêng la cà, ăn chơi du hí thì nhiều, nhấn hết ga cho thỏa chí. Nhớ xưa kia, hồi nghèo, mạt rẹp, ở trọ trên gác lửng mái tôn nóng hơn lò bánh mì. Đi làm bằng xe buýt xanh, xe buýt vàng, nhảy xuống ngang đường như máy. Ví lép kẹp, quần áo vá víu cũ kỹ, chân đi xăng đan ni lông, mặt mày hốc hác. Lòng không dạ bờ đê mà nay rủng rỉnh dày tây. Cổ đeo cà vạt, ngồi xa hơi như ông lớn thì thử hỏi sướng biết chừng nào. Cho nên được thể tôi lại nhảy vào tìm thú đam mê. Còn người ta, nhiều người có thú đam mê dễ sợ lắm. Đam mê đọc sách, nghiên cứu có thể trở thành học giả, bác học như Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Nguyễn Đức Quỳnh, Nguyễn Đăng Thục, Đào Đăng Vĩ, Dương Quảng Hàm, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Đình Hòa, Huỳnh Sanh Thông. Đam mê viết văn có thể trở thành Khái Hưng, Nhất Linh, Phạm Cao Củng, Lãng Nhân, Phùng Tất Đắc, Lê Văn Trương, Hồ Biểu Chánh, Hoàng Hải Thủy, Mai Thảo, Mạc Đỗ, Duyên Anh, Toan Ánh, Nhật Tiến.
Đam mê viết nhạc có thể giống như Phạm Duy, Lê Thương, Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Hoàng Trọng, Cung Tiến, Tuấn Khanh, Lam Phương. Đam mê làm thơ có thể theo gót Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Tú Mở, Phạm Thiên Thư, Bằng Bá Lân, Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyển, Mai Trung Tĩnh. Đam mê nhiếp ảnh có thể rất nổi tiếng như Nguyễn Cao Đàm, Phạm Văn Mùi, Trần Cao Lĩnh, Nguyễn Lê Giang, Nguyễn Mạnh Đan, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Hạnh. Đam mê ca hát có thể nổi danh như Nhật Trường, Hoài Trung, Hoài Bắc, Sĩ Phú, Elvis Phương, Duy Trác, Trần Ngọc, Việt Ấn, Hùng Cường, Anh Khoa, Chí Linh, Duy Quang. Đam mê vẽ có thể lẫy lừng như Tú Duyên, Thuận Hầu, Tạ Tị, Thịnh Đeo, Trần Văn Thọ, Ngô Văn Hoa. Đam mê nhạc có thể tương tự Nghiêm Phú Phi, Phạm Nghệ, Tòng Sơn, Lữ Liên, Trần Vĩnh, Đăng Thọ, Văn Phụng, Hoàng Trọng, Nguyễn Đình Nghĩa. Đam mê ngâm thơ có thể tựa Quách Đàm, Quang Minh, Nguyễn Thanh. Đam mê thể thao có thể tên tuổi như Huyền Vũ, Lê Văn In, Trần Cảnh Được, Mai Văn Hòa, Lê Thành Cát, Phạm Văn Rạng, Võ Văn Thành. Đam mê làm báo có thể lừng lẫy như Nguyễn Thanh Hoàng, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Đức Quang, Hà Túc Đạo, Duy Sinh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Giang Hữu Tuyên, Nguyễn Thừa Du, Hồng Dương, Bùi Bảo Sơn, Lê Hồng Long, Ngô Vương Toại, Nguyễn Anh Ca, Phạm Hữu, Võ Văn Ái, Nguyễn Văn Giang, Phạm Huấn. Đó là một vài kẻ thú đam mê trong rừng đam mê cao đẹp. Tôi là kẻ bất hạnh vô phước, không có được cái mảy may một ly ông cụ nào trong mấy cái thú đam mê tuyệt diệu ấy. Những cái đam mê nho nhỏ tôi cũng không có nốt, như mê thuốc lá, mê cà phê, mê đánh bài, mê nhảy đầm, mê câu cá, mê chơi cờ, mê uống rượu. Cuộc đời tôi sẽ là một chuỗi ngày dài lê thê vô vị nếu như tôi không vớt vát được một cái thú đam mê như tỉnh như say. Cái thú này có cái lạ là hễ ai mê nó, ít khi chịu tiết lộ, cứ giấu im ỉm như mèo, ấy là mê gái. Ngày tôi 20 tuổi, bước chân vào đời lính, cũng là ngày dò dẫm lang thang trong lâu đài tình ái. Một năm cả gan mê tới ba em Bích Huyền, quê hương miền Thùy Dương bóng dừa ngàn thông, giọng nói nghe em sao chi lạ, cứ như rót mật vào lòng. Cô mây mây thích món canh chua cá kho tộ, ngọt ngào như trái sầu riêng, cao vọng cổ thiệt mùi, chịu không có nổi. Bé Thúy Hiền chính gốc cố đô ngàn năm văn hiến, Hồ Gươm Hà Nội di cư, yểu điệu thanh tân, mỏng mày hay hạt. Bởi hút bừa bãi vô trật tự, thiếu kế hoạch, không ngân khoản đài thọ, cho nên hậu quả khốc liệt là các em đã tung sáu cánh chim tìm về với ba tổ ấm, để lại cho tôi biết bao nhiêu là khốn đốn, lao đao, tiếc nhớ hùi hụi. Không biết ông bố tôi hồi xưa có mê gái như một thứ gia truyền không, thì không rõ. Chứ cứ như đời tôi, mê gì chẳng mê mà lại vướng vào cái vòng quan nghiệt quan gia này mới thật là tai họa. Tôi cứ đinh ninh cái đó gia truyền, như hiểu ta cũng nòi bệnh đi thương người đồng điệu. Sau những năm tháng nghèo đói lang thang, bỗng được lên xe xuống ngựa sắt, tôi lại bỗng củ soạn lại, ngơ ngẩn với tình. Người tình của tôi là một mệnh phụ phu nhân gặp nhau trong trại heo ở Bình Dương. Tôi thì mở ngân hàng chuyên cho vay ngắn hạn, trung hạn, cho vay chăn nuôi, phát triển tăng gia sản xuất. Nàng có cái trại nuôi heo cần vay tiền của ngân hàng. Nhân dịp đi theo phái đoàn quan sát địa điểm chăn nuôi, tôi bắt gặp ngay đôi mắt của nàng chớp pha, cốc máy phát khiến tôi bấn loạn tâm thần. Rồi lúc ngồi ăn trưa, xếp đặt làm sao mà tôi lại ngồi ngay cạnh nàng. Mùi thơm của nước hoa, hương thơm của da người, hòa cùng hương thơm đặc biệt của trại heo làm tôi ngây ngất. Nàng tiếp thức ăn cho tôi mà tôi cứ ngỡ như nàng đang cho heo ăn vậy. Bởi chính trong tôi cũng có một con lặn lòng đang muốn phá chuồng sổ củi. Từ bữa đó tôi hay lấy cớ đi công tác báo chí thông tin, lái xe la Đà Lạt một mình tới Bình Dương gặp nàng tỉ tê bù khú. Tuy gọi là nàng cho có vẻ văn học nghệ thuật đấy thôi,
chứ nàng đã gần 40 cái xuân xanh, con cái đã lớn rồi. Sợ dĩ nàng nhón tôi tiêu khiển là để vui chơi chốc lát. Ông chồng nàng là sĩ quan cấp tá, vớ vẩn thế nào mà lại tù ti với chị người làm, theo quan niệm trong nhà gì đẹp bằng sen, nên bà vợ bỏ liền tù tì cho đi luôn. Thế là anh đi đường anh, tôi đi ngã tôi, đôi ngã phân ly từ đó. Tuy nàng bâm mấy tuổi rồi mà nông vẫn còn ngọt nước màu mỡ lắm, đôi mắt thật là tình tứ đông đưa, nét môi son hồng mời mọc, đồi núi vẫn chập chùng dáng đi lạ lướt quý phái. Nhất là nàng lại trang phục đồ đầm áo lụa hồng mỏng dính như tơ, chiếc jeep đen để lộ cặp giò trắng nõn, nàng như một đóa lan rừng, trách chi nàng chả có tên Mộng Lan là phải. Tôi thường trốn nhà trốn sở đi vào cinema, ngồi coi phim thì ít mà rờ rẫm thì nhiều. Có khi hai đứa ghé vườn lan trên xa lộ Biên Hòa và Đại Hàng, vào ngắm lan muôn màu muôn sắc. Em hỏi tôi lan nào đẹp nhất, xin trả lời chỉ có Mộng Lan thôi. Có lúc chúng tôi đi Vũng Tàu, Long Hải tắm mát trong chơi như đôi tình nhân hợp pháp. Những mục du dương lạ lướt như thế, trước sau rồi cũng có người bắt gặp trị tai thông tin quốc nội. Chuyện đến tai sếp tôi vẫn tỉnh bơ, chối biến. Còn như chuyện đến bếp mụ xã tôi thì mụ ấy không những chẳng thèm để lọt vào tai, mà lại cười ầm lên, bảo rằng khen ai khéo bỏ bom, kể chuyện khôi hài. Mụ xã tôi lấy tôi từ thuở xưa, biết tổng cái tính tôi sợ vợ nhất trên đời. Trong túi lại chả bao giờ có nhiều tiền, vợ con cả đóng rồi còn có ma nào thèm đến thứ tôi nữa mà cũng có người bày đặt chuyện. Dù mụ ấy thông minh, lý luận cách mấy nữa cũng không biết rằng ma ăn cổ là cái tổ con chuồn chuồn nó ở chỗ nào. Lại nữa, dẫu tôi là kẻ nhát hèn sợ vợ thật đấy, nhưng khi cái máu đam mê nó nổi lên thì có trời can cũng không nổi. Cho nên nhờ cái vỏ ngoài ngớ ngẩn đáng tin cậy ấy mà tôi vi vút được một thời gian dang díu với tình. Đến khi Mộng Lan vỡ mộng với cai tôi, ôm đồ sang thuyền khác thì tôi lại trở về với mái nhà xưa, làm anh chồng chung thủy bình thường đứng đắn như ngoại lệ. Chưa được bao lâu thì tôi lại ngựa quen đường cũ, tán tỉnh nghe được một em gái một con trong mồm con mắt. Em có anh chồng cờ bịch, hút sách, cho nên bỏ vợ con lang thang. Tôi là kẻ hào hoa phong nhụy, làm ra vẻ thương người. Lúc đem vài thùng sữa Kigo cho cháu bé, lúc tặng nàng vải may áo, lúc biếu mỹ phẩm quà bánh liên miên. Cảm cái ơn ấy, tôi dụ dỗ được nàng đi chơi, bỏ chồng bỏ con, đi vào con đường tục lụy. Tôi như một kẻ chiến thắng, dẫu chẳng lấy chi làm vinh dự, nhưng cũng thỏa lòng khao khát đắm say. Bạn bè, có ai đi ngoại quốc, tôi cậy cục nhờ mua phim, mua lịch khỏa thân để bán kiếm lời. Ai muốn xuất ngoại cần chạy bộ nọ, phủ kia, tôi chạy rất lẹ. Nói chi đến các nha sở thì tôi coi như đồ bỏ, chuyện chi cũng mát mái xuôi chèo. Miễn rằng tiền bạc đình huỳnh sòng phẳng, đúng theo luật giang hồ. Từ khi trong ví có tiền, tôi thường la cà vào các chốn nhảy đầm, vuốt ve các em ca ve kiếm chát. Các trà đình tửu quán đều biết mặt tôi, khách sộc chịu chơi. Đến quán bia ôm là các em quay lại đấu hót như mấy, mỗi em một ly nước ngọt, cộng lại xòe ra, dâm xính thanh toán như chơi. Vào những nơi tắm hơi đắm bóp, tôi là khách quen cơm bữa. Tôi còn rủ rê thêm bạn bè, hướng dẫn chúng nó đốt giai đoạn để làm quen các em út, ăn chơi thỏa chí với đời. Thằng Quỳnh Râu, giám đốc ngoại thương Bộ Kinh tế, xưa kia chân chỉ hạt bột mà giờ áp phe tiền triệu vụ đường xăng đại huynh, nhà lắp máy lạnh, đi xe hơi, container láng cống, đào điếc cả bầy. Thằng Út Khang, con út của bác tôi, hiền khô như đất, trông thấy đàn bà là đỏ mặt tía tai. Chị cặp kè với tôi dăm bảy phùa đã ôm đào nhảy xì lô tango rất mùi rất lặng. Thằng Cổ Chân, bác sĩ quân y quanh năm tiền tuyến bầu bạn với rừng đắc tô đắc xúc đắc rau Ponco Condu mà lúc thuyên chuyển về gần Sài Gòn cũng đã theo chân tôi vào chốn giang hồ,
Lúc bán thuốc khi chạy ấp phe quân dịch tái khám, miễn dịch mà khấm khớ. Sợ vậy chúng tôi yên ổn ăn chơi vi vút như thế vì biết chắc chắn rằng trên khắp bốn vùng chiến thuật, các chiến sĩ hải lục không quân, các binh chủng nhảy dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến, các đơn vị thiết giáp, pháo binh, các lực lượng địa phương quân, nhân dân tự vệ, vẫn ngày đêm giữ vững tiền đồn, giữ yên làng xóm để cho hậu phương được an toàn. Kẻ hậu phương cũng không quên ơn chiến sĩ bằng chứng là năm nào cũng có cây mùa xuân tổ chức dịp Tết Nguyên Đán để mừng anh chiến sĩ Cộng Hòa. Các cơ quan hành chính tự trị cũng đảm nhận công tác thăm viếng anh em chiến sĩ tiền đồn, đi theo phái đoàn văn nghệ hát cho lính trận nghe, tặng quà xà bông, kem đánh răng, khăn mặt, bánh kẹo, thư an ủi. Ngân hàng tôi kết nghĩa với sư đoàn 7 bộ binh của tướng Nguyễn Khoa Nam. Ngày cuối năm, phái đoàn đáp trực thăng từ biệt khu thủ đô đi kiến tường thăm tiền đồn và thương binh. Trực thăng bay vòng vo, lúc cao lúc thấp mới tới kiến tường. Hỏi trao thì phi công cho biết bay như vậy để tránh hỏa tiễn tầm nhiệt của Cộng sản từ dưới bắn lên. Vùng nào nguy hiểm thì trực thăng phải bay hướng khác cho an toàn hơn. Tiền đồn tuy lúc phái đoàn tới thăm không có khói súng mịt mù, đạn bay tơi tả, nhưng bệnh xá giả chiến có mùi thuốc, mùi ê te, có tiếng rên rỉ của kẻ gãy tay, người cục chân băng bó trắng rợn người, máu đào bê bết. Cái không khí yên lặng tạm thời của tiền đồn là thứ yên lặng chờ đợi, chuẩn bị cho những hận thù nảy lửa lại sắp diễn ra. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, người quân nhân chỉ biết sẵn sàng tác chiến. Phái đoàn lại đáp trực thăng về căn cứ Đồng Tâm ở Mỹ Tho, bộ tư lệnh của sư đoàn. Tại đây đã có phái đoàn đi đường bộ mang hàng trăm gói quà, trong đó có thuốc men, quà bánh, thực phẩm, tiền bạc, để tặng các anh em thương bệnh binh đang điều trị tại bệnh xá. Những người chiến sĩ dầm mưa dãi nắng phong sương, đem cả cuộc đời để bảo vệ mảnh vườn tất ruộng, quên cả gia đình hạnh phúc để gìn giữ ngọn cờ. Bây giờ mất đi một phần thân thể, nằm đó mà linh hồn như vẫn theo chiến hữu xông pha lửa đạn ngoài trận địa. Tinh thần yêu nước ấy âm thầm và bền bỉ, kiêu hãnh và can trường. Đó là truyền thống của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà thành tích chiến đấu tuyệt vời đã vang động khắp năm châu, đã ghi vào quân sử. Phái đoàn ăn cơm đoàn kết tại câu lạc bộ với ban tham mưu của tướng Nguyễn Khoa Nam, vị tư lệnh độc thân, nói năng tự tốn và chắc chắn. Nhiều lúc như trầm tư mặc tưởng, như cả cuộc đời gắn liền với nếp áo quân nhân, với đồng ngũ, với đơn vị. Tôi chỉ được nghe danh tướng Nguyễn Khoa Nam là một vị tướng trong sạch, nên lòng rất kính phục, chả bù với các tướng tham nhũng bất tài vô hạnh. Giữa một rừng sao quả tạ như thế, rất may còn một số vì sao lấp lánh rạng ngời như ánh hải đăng, để quân đội còn vững niềm tin, còn tinh thần chiến đấu diệt cộng. Tôi cũng tin tưởng thế, nên chuyện tiền đồn, bệnh xá lại như mây gió thoảng qua. Chuyện ăn chơi đàn đúm, làm tiền vẫn là đá nam châm thu hút đầy ma lực và quyến rũ. Một đêm đang ngủ say, bỗng có tiếng nói rất quen thuộc mà cũng rất nghiêm nghị, đánh thức tôi dậy, hỏi rằng, có phải thầy là Cai Phúc ngày xưa đó chăng? Kẻ này đáp, dạ phải. Cuộc đàm thoại tiếp tục, nhà thầy có nhớ hồi tản cư nhà nghèo phải đi hốt phân trâu phân bò về bón rau, những đêm hè tát nước gầu đôi gầu ba, những ngày đông rét mướt đi chăn vịt ở Gia Lộc, Thanh Miễn. Dạ nhớ, nhà thầy chắc chưa quên thời học trò Nguyễn Trãi, học công dân giáo dục thầy Nguyễn Đức Hiếu, về đạo tu thân tày gia trị quốc chứ. Dạ, quên làm sao được. Thế mà thầy còn nhớ lời thầy giảng, bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng quốc không? Dạ, còn nhớ. Khi nghèo đói tả tơi mà lòng dạ chẳng đổi, giấy rách vẫn giữ lấy lề, nhà thầy theo tới không? Dạ, chưa làm điều gì ác ôn để cha mẹ bị chửi à? Nếu quả vậy ta có lời khen. Thế gặp hoàn cảnh bị võ lực áp bức, hành hạ đe dọa mà vẫn không sợ hãi, không chịu phục tùng, nhà thầy can đảm đến mức nào? Dạ, trong đời từng dăm lần biểu dương thái độ nhất quyết là không, ít ra là bốn không.
Nếu việc làm y như lời nói, ta có lời khen nữa. Thế còn như câu phú quý bất năng dâm, chữ dâm đây có nghĩa rộng là tham lam, ham muốn quá độ, say mê sắc dục, lạc lối lầm đường. Như dâm bạn là bạn bè xấu, dâm bội là tà dâm trái đạo, dâm hành là hành động tà dâm, dâm học là cái học không chính đáng, dâm huệ là ân huệ không phân minh, dâm lệ là nước mắt đầm đìa không dứt, dâm ngôn là lời nói thô tục, dâm thị là cái nhìn bất chính, dâm từ là lời nói không đứng đắn, dâm uy là oai quyền bất chính, dâm vũ là mưa dầm về đường trương ước lê thê. Nhà thầy theo tới đâu rồi? Câu trả lời quả thật là khó, bởi từ ngày le lói tí đom đóm với đời, nhiều phen đổi bạn, đôi lúc muốn bỏ vợ. Tôi như con diều gặp gió sắp lên cao, đâu còn nhớ gì xa xưa dĩ vãng. Nay có kẻ biết tổng mình, bày đặt hỏi móc họng, kê tủ đứng vào mồm, liệt kê những cái tồi tệ đống mạc của mình ra, khiến tôi vừa bực mình vừa hổ thẹn, phân vân chưa biết trả lời sao thì lại nghe có tiếng thở dài. Có thân mà không chịu tu sửa, có gia đình mà không biết giữ gìn, có tổ quốc mà không lo bảo vệ. Những kẻ như bay đã làm băng hoại cả một cơ đồ, trách chi đất nước này chẳng tới hồi mạt giận. Tôi vội chắp tay kính cẩn. Thưa, ngài là ai? Thần linh hay thánh nhân? Có điều chi dạy bảo? Xin... Tiếng nói ác đi. Tao nào có phải thần thánh quỷ quái gì đâu. Tao chính là cái lương tâm của mày đó. Nói xong im luôn. Tôi toát mồ hôi, mở cửa bước ra sân, chung quanh không một bóng người. Từ khu đồng ông cụ nhìn lên bầu trời đen thẳm lập lòe vài đám mắt hỏa châu, và tiếng súng trận dồn dập đau thương nghe như mỗi lúc một gần. Mặc dù tình hình chiến sự trên bốn vùng chiến thuật sôi động, nhiều trận đánh ác liệt kinh hồn, nhưng hầu hết các trục lộ do quân ta kiểm soát an ninh, các đồn phòng ngự vẫn tung bay ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, các thị trấn vẫn sinh hoạt bình thường, và tại thủ đô miền Nam, Hòn Ngọc Viễn Đông, vẫn như thuở thanh bình thịnh trị. Nếu không có người lính dù ôm M16 mặc áo giáp đứng trên lô cốt cạnh cầu Phan Thanh Giản, nếu không có đồn bót quanh vòng đai an ninh Sài Gòn chất đầy bao cát và những vòng dây kẽm gai hiểm hóc, nếu không có những quân nhân mặc đồ trận mang nón sắt mang vũ khí di chuyển trong đám thường dân, nếu không có những quân xa sân màu lá rừng, những xe thiết giáp trang bị súng lớn chạy ầm ầm đây đó, nếu không có những chiếc máy bay 130 A-37 trực thăng bay lượn trên bầm trời xanh mây trắng, thì ít ai có thể ngờ rằng đất nước tôi ròng rã bùng bui suốt mấy chục năm vẫn còn khói lửa tơi bời. Khói lửa ở xóm thôn, ở ven đô, có khi trong đô thị, khói lửa ở các địa danh cao nguyên, đồng bằng, sông rạch, đường xá, vị trí đóng quân, phục kích, hành quân, nơi mỗi người dân là một mối ưu sầu lẫn vẩn. Tình hình quân sự coi ra phía địch được tiếp tế viện trợ tối đa, còn phe ta bị hạn chế, cắt ngân khoản, cắt đủ mọi thứ. Người bạn đồng minh đã trở cờ, chuẩn bị rút lui. Chỉ còn lại một quân đội can trường kiêu dũng, đánh giặc với các điều kiện hoàn toàn bất lợi. Tình hình chính trị càng ngày càng thê thảm hơn. Nhóm Ngụy Hòa, Thân Cộng, ồn ào chống đối chính quyền. Người quốc gia ngao ngán trước tình cảnh nguy vong đổ vỡ. Trong bối cảnh thất điên bát đảo ấy, tôi vẫn vác sách đi học đêm, nghe các giáo sư diễn giảng về chính trị, ngoại giao. Các thầy đều là hành chánh gia, lý thuyết gia, chính trị gia, luật gia. Nói như nước chảy hoa trôi, thao thao bất tuyệt, khiến sinh viên cứ ngồi vảnh tai lên mà nghe rất sướng. Sướng nhất là nghe thầy bàn về tình hình chiến sự và chính trị, với những luận cứ chắc hơn bắp. Thầy bảo rằng tình thế tuy nó là thế, nhưng chưa hẳn đã là thế đâu. Nghĩa là dẫu ta có mất vài tỉnh, rút quân từng phần, nhưng đôi bên sẽ phải ngưng ở một nơi có chuyến đò vĩ tuyến. Vĩ tuyến ấy ở chỗ nào thì thầy đưa ra vài cái rồi quả quyết rằng ta cứ yên chí, chứ có ồn ào, rối trí, mất bình tĩnh mà hỏng việc.
Có thầy lại viết báo chính luận bày tỏ lập trường, dự đoán tình hình đất nước và lạc quan nhận định. Dẫu có bề gì, mình vẫn còn giữ được một phần lớn miền Nam. Giới trí thức, chính trị mà đã quan sát phê bình như thế, tất cả đám sinh viên chúng tôi phải coi là khuôn bằng thước ngọc rồi, nên rất an tâm. Có một điều lạ là ngoài phố thiên hạ bàn ra tán vào rất khác lập trường của các thầy đại học. Với chị em ta có liên lạc mật thiết thân tình với quân nhân Mỹ coi mồi hoạt động mãnh liệt hơn cả. Mặc dù tình thế rối tơ vò, chả ai hiểu đường đi nước bước ra sao, nhưng các chị em ta có lập trường rõ rệt. Ấy là đưa người vào phi cảng, vào DAO để đi Mỹ. Tôi cũng có giao dịch với chị em ta, tuy không mặn mà như GI Mỹ, nhưng cũng thu thập khá đủ tình hình, tin tức, tình báo, chiến thuật để quyết định một phùa chót chuyến này. Nhận thấy rằng nghe theo các thầy có vẻ hay đấy, nhưng không có lợi. Đằng này, phía chị em ta được đồng minh rỉ tai nên có chương trình ra đi chớp nhoáng mà lại mần xình khá gọn. Tôi gia nhập vào băng cổ họ, chuyên mối lái các gia đình giàu có muốn đi. Thế là tôi thu xếp cho người ta vào DAO, mỗi người chỉ phải nạp ít vàng hoặc đô la xanh là ok xong việc. Những chuyến đi như thế, tôi có thể kiếm dăm 7.000 đô la như vẫn, hoặc dăm 10 lượng vàng nhanh như cắt. Gần cuối tháng 4 năm 75, tình hình coi mồi bết bát. Lần lượt các tỉnh lỵ bị Cộng sản tràn ngập, chiến sự đã gần kề đô thành, chính phủ thay đổi. Tôi cũng tìm đường dọc cho mau vào phút chót. Ngày 28 tháng 4, gia đình tôi đã nằm trong DAO Tân Sơn Nhất. Đêm đó Cộng sản pháo kích phi trường, đạn réo như xé lụa, rít lên thật là trùng rợn và kinh hoàng. Trưa ngày 29 tháng 4, mấy ngàn người cả Việt lẫn Mỹ kẹt trong DAO, thì tôi thấy có xe Mỹ đi nhổ cột điện, chướng ngại vật khu sân rộng. Lính Mỹ nói rằng sẽ có máy bay đến đón chúng tôi và đưa ra biển. Khu DAO ồn ào hẳn lên, nhốn nháo bàn tán, chờ đợi. Lối 3 giờ chiều, ba chiếc trực thăng từ ngoài Vũng Tàu bay tới, hạ cánh khoảng 100 thủy quân lục chiến, súng ống đầy mình để giữ an ninh cho khu DAO. Trên trời, mấy chiếc phản lực thay nhau vần vũ. Đám người Việt, người Mỹ được chia từng khu, từng toán trật tự. Có lệnh mới Alaso lên máy bay. Cứ ba trực thăng đi thì chút xíu lại có ba cái khác đáp xuống. Chuyến bay tôi rời DAO lúc 5 giờ chiều, chiếc trực thăng bán phản lực chở 60 người cất cánh, bụi tung mù mịt, động cơ ầm ầm hở phía đuôi có thể nhìn xuống dễ dàng. Không ai bảo ai, những người lớn đều ôm mặt, có người nghẹn ngào, nức nở, có người khóc thành tiếng bi thương. Tôi không khóc, không ôm mặt mà lại mở thật to đôi mắt để nhìn quê hương lần cuối. Đó là Tân Sơn Nhất, là Gia Định, Gò Vấp, Thủ Đức, Long Thành, Vũng Tàu. Dưới đó là những mái nhà tôn, nhà lá, nhà gạch, những con đường nhựa, đường làng, những thửa vườn, luống rau, những đồng bót đơn vị, những kỷ niệm chồng chất dập vùi. Khi sống trên quê hương, tôi chả bao giờ thiết tha đến những thứ đó. Trái lại, nhiều lúc còn dửng dưng coi rất tầm thường. Mà sau khi mất mát nó rồi mới thấy nhớ nhung quý báu xót xa. Giá trước khi chạy ra máy bay, tôi bốc được một nắm đất bỏ vào túi làm kỷ vật, có phải là đẹp biết mấy không cơ chứ? Chiếc trực thăng bay gần 50 phút, chúng tôi ra tới hải phận quốc tế, đáp trên chiến hạm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã là người tị nạn lên đênh như con thuyền không bến. Đoàn người được tiếp tế ăn uống và chờ đợi di chuyển qua tàu khác. Tôi vẫn ôm khư khư cái túi đựng đô la và vàng kim thành, không lúc nào chảnh mãn. Với số tiền dăm 10.000 đô la và vàng lá, qua Mỹ tôi sẽ tự tậu một cái nhà, sắm một cái xe hơi Hoa Kỳ mới toanh và mua một cơ sở tự lập khỏi phải nhờ vả ai phiền phức. Đến đêm, mấy tàu Mỹ bật đèn như sao xa, sáng choang một vùng biển,
nông tựa một thành phố nổi dậy. Nhờ trời mây quang tạnh, các xà lan chở người qua tàu khác không mấy khó khăn. Chỉ có một chút khó khăn là sóng biển chập trùng, lắc lư cái xà lan, và khi từ xà lan lên tàu lớn thì phải trèo thang dây, có người đỡ. Tôi đã cẩn thận luồn cái túi tiền qua cổ qua vai, thấy là yên chí lớn. Đến lượt tôi bắt đầu trèo thang dây, bỗng dưng trời nổi gió, sóng nước lao đao, còn con người cũng lảo đảo. Những người già trẻ lớn bé đang trèo thang dây sợ hãi hò hét om sòm. Tôi lúc đó cũng hoảng hồn, chỉ sợ té. Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy người nhẹ hẳn đi, thì ôi thôi, chiếc túi tiền với vàng đã rơi tòm xuống biển. Tôi chết đến cả người, không dám hé răng vì còn phải cố gắng mò thang dây leo lên tàu buôn lớn. Cây tàu buôn này chuyên môn chở hàng. Thủy thủ đoàn lối hơn chục người, nhưng khi được Hoa Kỳ thuê chở dân tị nạn, nó chứa tới 5.000 mạng. Đó là con tàu Pioneer Commander. Khi cả nhà lên tàu kiểm điểm thấy vợ chồng con cái đầy đủ, kiếm được một gốc tạm cư, lúc bấy giờ tôi mới nhớ lại cái túi tiền và vàng rớt xuống biển mà lòng đau như cắt. Mụ vợ tôi thấy tôi thở dài sườn sượt, cứ ngỡ rằng tôi buồn nhớ cố hương, mặc dầu mụ ấy cũng đang khốn khổ khốn nạn, an ủi rằng thôi thì giận nước như thế mình phải chịu, còn biết bao nhiêu người kẹt lại không đi được thì sao, mình phải chấp nhận hoàn cảnh, trời sinh voi sinh cỏ, có người có ta. Nghe mụ vợ nói lại nhảy, tôi đâm cáo có cái con khỉ mất bố nó cái túi tiền rồi. Mụ vợ tôi nghe chưa dứt câu đã khóc rống lên như bị ai chọc tiết, làm bằng dân thiên hạ chung quanh quay lại, tưởng bọn tôi nhớ nước thương nòi nên vỗ về an ủi. Tôi ngồi thừ người ra, còn mụ vợ tôi không khóc thống thiết bi ai nữa mà khóc như cha chết. Thế là của thiên trả địa, vơ vét một vố tưởng ngon ơ, ai ngờ tay trắng lại hoàn tay trắng, nay ngồi trơ mắt ếch. Con tàu trực chỉ hướng Guam, sau mấy ngày ăn cầm hơi, uống cầm chừng, đoàn người tị nạn nối nhau thành hàng dài đặt chân lên đảo. Nơi đây đã chuẩn bị sẵn sàng các liều nhà binh rộng lớn, các tiện nghi tối thiểu vệ sinh để tiếp đón mọi người. Chúng tôi tạm cư ở Guam 3 tuần rồi, lại lên máy bay 707 ghé hạ Uy Di, Washington State, xuyên ngang nước Mỹ, hạ cánh tại Florida, về nhà người bảo trợ. Dạ, kính thưa quý vị bà con cô bác, phần trích đọc hồi ký Tôi làm tôi mất nước của tác giả Lê Văn Phúc. Tôi trích đọc ở đoạn ông ở Việt Nam lớn lên và di tản sang Mỹ. Đến đây hồi ký chưa chấm dứt, nhưng tôi xin chấm dứt ở đây vì phần sau viết về nước Mỹ. Xin cảm ơn tác giả rất nhiều và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.